Mẫu xe này được mệnh danh là Lê Sút LM của Trung Quốc, đấu an vắt bằng dáng Lê Sút, nhiều công nghệ và giá rẻ hơn hẳn. Dù đã ra mắt từ năm 2022, nhưng nay GAC100M8 mới chính thức được phân phối ở Đông Nam Á, trước hết là Philippines và sau đó là Malaysia trong quý 3 năm nay, với hai biến thể là GL Master và GX Master. Khi mới được giới thiệu, mẫu xe này được cư dân mạng gọi đùa là Lê Sút LM của Trung Quốc, do có thiết kế quá giống mẫu xe của thương hiệu hạng sang Nhật Bản. Xét theo kích thước tổng thể, GAC100M8 khá tiệm cận kích thước của Lê Sút LM. Chiều dài cơ sở nhỉnh hơn Lê Sút LM, Toyota Alphard, nhưng điểm trừ là chiều cao lại thấp hơn hẳn. Do đó, người ngồi trong có thể cảm thấy tù túng hơn một chút ở không gian phía trên đầu. Mặt tiền GAC100M8 được giới thiệu là lấy cảm hứng từ sư tử phương Đông. Tuy nhiên, có thể thấy lưới tản nhiệt khổng lồ trên MPV của Trung Quốc, dễ gợi nhớ Lê Sút LM vốn theo thiết kế con suốt đặc trưng. Nhiều chi tiết mạ chrome sáng và hệ thống đèn LED trước trên sau dạng ma trận. Cả hai biến thể đều có cửa trượt kép và bánh xe 18 inch, nhưng GX có thiết kế bánh xe đẳng cấp hơn, gương chiếu hậu có nhớ vị trí, cửa sau chỉnh điện và kính cách âm. Ngoại thất tùy chọn 3 màu sơn Crystal White, Elegant Black và Temple Gold, trong khi nội thất hai tùy chọn đen đỏ hoặc sáng màu. GX cao cấp hơn với đèn nền và bảng điều khiển thiết kế khác. Cabin nổi bật với cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Và màn hình thông tin giải trí 14,6 inch trên GX và 10,1 inch trên GL, đi kèm Apple CarPlay và Android Auto, dàn âm thanh 8 loa và điều hòa khí hậu 3 vùng. GX Master còn được tích hợp hệ thống định vị, sạc không dây, cổng USB và hệ thống tỏa mùi hương dễ chịu. Trên GX, ghế lái chỉnh điện 12 hướng có nhớ vị trí và ghế phụ chỉnh 4 hướng. Cả hai ghế đều có sưởi và làm mát và hộc đựng cốc ở giữa. Trong khi đó, GL được trang bị ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Ghế hành khách chỉnh tay và hộc đựng cốc tiêu chuẩn. Hàng ghế thương gia phía sau có chức năng chỉnh điện, sưởi, làm mát, massage. Bản GX có thêm khay đựng đồ ở hàng ghế thứ hai, nút bấm giúp trượt ghế hành khách về phía trước, nhớ vị trí, rèm che nắng và cửa sổ trời toàn cảnh. Hàng ba có thể gập theo tỷ lệ 60-40 nếu cần chở thêm hàng hóa. GX có thêm cổng USB cho hàng ba và tựa tay ở giữa. Ở Philippines, xe chỉ sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0 lít. Hộp số tự động 8 cấp truyền công suất 248 mã lực và 400 Nm tới bánh trước. Trong khi đó, ở Trung Quốc xe còn có tùy chọn hybrid, với việc bổ sung thêm motor điện 180 mã lực đặt tại trục trước. Xe còn có đầy đủ hệ thống an toàn tiên tiến như hỗ trợ lên xuống dốc, theo dõi áp suất lốp, giữ làn, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, ga thích ứng. Phiên bản GX được bổ sung thêm camera 360 độ với gương chiếu hậu kỹ thuật số, hỗ trợ đỗ xe tự động, cảnh báo mở cửa, phát hiện điểm mù với cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, và cũng như tính năng giữ làn khẩn cấp. Dù thiết kế lấy cảm hứng từ Lê Sút LM song với giá thấp hơn, GAC100M8 chủ yếu sẽ cạnh tranh với Toyota Alphard khi vào Đông Nam Á. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, GAC100M8 vẫn có ưu thế hơn hẳn về giá bán. Hai biến thể GL Master và GX Master phân phối ở Philippines với giá 2.998.000 peso, 1,32 tỷ đồng và 3.948.000 peso, 1,75 tỷ đồng. Trong khi đó, Toyota Alphard ở Philippines có giá 4.980.000 peso, 2,20 tỷ đồng. Nhưng giá cao hơn một phần cũng vì ở đây, Alphard chỉ có tùy chọn Hybrid HEV.